Dạ em xin chào tất cả các bác có niềm đam mê bẫy chim đêm nhé. Video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới các bác cái mẫu lưới 6 phân sợi 17 nhé. Để cho các bác đánh cái con tràng nghịch này, con gà nước này, con cò hương, cò lửa và cò lép. Trước khi chi tiết về cái mẫu lưới này thì em cũng nói qua về cái cách mua bán của bên em như sau là bên em có ship hàng toàn quốc các bác nhé. Hàng đến thì các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và giờ em xin giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này. Đây là một cái mẫu lưới 6 phân sợi 17 nhá. Đấy, 6 phân sợi 17, cước chân xanh hải lợi. Được làm cho các bác là 3 diềm 4 túi một khẩu hoặc là 4 diềm 5 túi. Đấy. Tùy với khu vực các bác thì bác nên chọn cho mình một khẩu lưới nhất định nhá. Đấy. Và cái khổ 50m này thì bên em đã làm cho các bác là 3 cọc đấy. Và khổ 100m thì bên em làm cho các bác 5 cọc. Hiện tại cái mẫu lưới này đang có 2 khổ là 50m và 100m nhá. Dây diềm của cái dòng lưới này là làm hoàn toàn bằng cước đúc đây. Em quay gần cho các bác xem. Hoàn toàn bằng cước đúc rất chắc chắn cho các bác này. Bao chạy mặt không... riêng cái dòng lưới này của bên em là uy tín là trên hết. Các bác cứ búng thoải mái. Khi lưới về tay các bác là các bác cứ kiểm tra, búng cho em thoải mái như này, lưới không bị chạy mắt. Mà đánh được cái con chim hiệu quả nhất là các bác được chọn được cái mẫu lưới là không chạy mắt thì rất là ok nha các bác nhá. Đấy, không lo chạy mặt. Cước thì cước chân xanh hải lợi. Dây diềm làm hoàn toàn bằng cước đúc. Bên em hỗ trợ nhuộm màu cho các bác tàng hình rất là đẹp rồi, màu đen. Đảm bảo cho các bác đánh từ tháng 8 năm nay đến tháng 3 sang năm là không bị bay màu nhá. Đấy. Bảo đảm từ lước nhuộm đến sợi cước cho các bác luôn. Chuyên về cái dòng cước này thì ưu điểm của nó là gặp rời mưa to, gió lớn là cũng không bị trùng nhá các bác nhá, không bị trùng lưới, không bị chảy lưới, không bị xạ lưới. Rất là ok ạ. Đấy. Dây diềm đây cho các bác xem. Để hoàn thiện được một mẻ lưới này là kỳ công của các bác thợ đây, dồn hết tâm huyết vào những cái mẻ lưới này để cho các bác đánh làm sao được con chim rất là hiệu quả nhá. Hiện tại mẫu lưới này nó đang có 2 khổ 50m và 100m. 50m thì đã hỗ trợ làm cho các bác 3 cọc. Còn 100m thì là 5 cọc nhá. Đây là 6 phân sợi 17, chuyên đánh các dòng như là chằng nghịch này, gà nước này, cò hương, cò lửa, cò lép. Đấy. Các bác cứ tham khảo khu vực mình có những con gì như thế nào thì các bác đặt lưới nhá. Bên em có bán tất cả các loại lưới chim đêm từ 4 phân 8 đến 12 phân nhá. Đấy. Các bác cứ tham khảo. Mẫu lưới bên em thì rất là phong phú, đánh làm theo yêu cầu của các bác. Tùy khu vực các bác nhiều con gì thì là các bác đặt lưới cho mình nhá. Ngoài các mẫu lưới chim đêm này thì bên em còn có là cả âm ly này, loa check kèn, loa toa indo, rồi thẻ tiếng các để đánh các loại con có hiệu quả nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì hãy gọi điện cho em theo cái số điện thoại em để ở góc video nhé. Hàng đến thì các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên em có ship hàng toàn quốc. Đấy, một video ngắn giới thiệu về cái mẫu lưới 6 phân sợi 17. Đến đây là hết nhé. Giờ em xin chào và tạm biệt các bác nhé.